Quốc ơi. Ơi. Quốc ra giúp con cái này cái. Giúp cái gì? Quốc cứ ra đây đi đã. Nếu con nào con ôn đi, con bố giúp cái gì cái việc ôn của con được. Người nhỉ, những cái việc khác phải là toán hay là tính toán gì đâu. Tao vô bị ngại. Toán thì tôi cũng sợ gì toán. Tôi cũng tưởng là ngày xưa chỉ giỏi mỗi văn sử địa thôi mà. Còn toán thì con không biết đâu. Hồi bé. Không phải đấy, hồi bé là bố thích toán. Sau khi kiểu lớn lớn lên rồi, cái bọn choi choi ấy, cái bọn kiểu mới lớn ấy, bọn xử lý kiểu trâu tưởng là mình biết hết rồi. Này tôi nói với ông biết nhá, học bạ ghi rất rõ nhá. Kể cả bây giờ con về trường Thanh Miếu Việt Trì hỏi nhá, bố là từ lớp 1 đến lớp 6 là bố thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh luôn. Sau đó là từ lớp 7 giờ đi bố mới thi học sinh giỏi văn. Nhưng mà cái hồi mới lớn ấy, kiểu trẻ danh trẻ trâu mới lớn tưởng là mình biết hết ấy. Bắt đầu đấy à, vâng, thì vâng. Mới bắt đầu kiểu nó thay đổi cái mong muốn trong người mình thì mình đổi thôi, hiểu không? Vâng là gì? Vâng, ok thôi. Thế là bây giờ là chốt lại bố vào giúp con đi. Thôi tôi có cái gì thì ấy cũng được. A few moments ago. Bố là ông vua lời nhá. Bố không những là ông vua lời nhá, bố còn là lãnh nhà lãnh đạo của phái không cần phải làm gì. Không những thế, bố tôi còn là admin của hội người ông rất bận rộn nhưng mà lại không làm gì. Bố tôi còn là CEO của chương trình hàng đầu Ai Lời Hơn Cả Số Mạng. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? Ờ, đâu hỏi nào? Kệ bố, toán hay văn thì kệ bố, văn thì giúp con. Ok, xem cái gì nào? Đây, bố ở đây. Đó. Cái gì? Đó, cái gì? Đó, cái này của. Đâu, cái nào? Cái này. Đâu đâu, ông quay phim, ông quay kỹ vào đây tôi xem nào. Này, ông thấy chưa? Nó cái gì? Đôi bố thế lệch lệch chưa? Lệch cái này á? Đây này. Các em phải như này. Ừ. Các bạn như này. Con ngồi với ngày hôm nay cứ bị trượt. Ngồi bị lệch ý, xong rồi nó trượt. Ừ, thì phải sửa thôi. Con dùng, tức là có thể lại dụng cụ nhé. Xong rồi con con nhìn zoom lại cái này là con biết là nó phải có cái gì để vặn vào rồi. Ờ. Đấy, thế nên là con phải tìm lỗ. Ừ. Con lại... Vậy lừa xuống đây mãi này. Ừ. Chúng mày có gì sâu sở ở đây. Ừ. Nhưng mà con lại không tìm thấy. Thế từ nãy giờ con ngồi nửa tiếng rồi, chưa biết làm nào. Nửa tiếng rồi. Đây các kiểu con mang cả thước ra để đo. Kiểu độ dài đấy kiểu. Kinh ạ. Tại sao con lại muốn đấy đứng ra đây để cho nó đỡ bố đỡ che hình con? Cái này nó cũng chỉ là toilet thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà nói chung là nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà chẳng phải là bố hay dạy con. Bố rất ngày nào cũng nói con. Ừ. Là làm người đàn ông cho gia đình thì mình phải có trách nhiệm đối với gia đình. Đây là cách mà con thể hiện cái lòng trách nhiệm của con. Nhưng mà con lại không biết làm. Nhưng mà con lại không biết làm. Trách nhiệm được mới làm được. À, được. Chứ tuổi nhỏ chỉ thế thôi. Ừ, lấy vợ được chưa? Sắp rồi thì sắp sửa được cái này lấy được. Bây giờ này nhá. À. Cái này nó bị lệch đúng không? Vâng. Thế con đã tìm ở đây chưa? Con đã tìm cái gì ạ? Tìm cách vặn chưa? Chính ra làm cái này xả xiếc sạch sẽ chưa đấy? Làm nó xả được. Con đã tìm cách vặn hết ở đây chưa? Tuổi á, con vừa luôn nữa gì nữa. Không được đúng không? Vâng. Tiếp theo con nghĩ là do con không tìm được hay là do cái gì? Con nghĩ là do nhà sản xuất là không được thông minh chưa này. Ừ. Bởi vì thường những cái lỗ là to nhất là những cái lỗ vặn được. Nhưng mà vào cái lỗ to nhất thì lại không vặn được. Đây này, cái này như thế này. Ở đây. Thứ nhất ý là cái này cái đậy lên đậy xuống ấy, hiểu chưa? Nó sẽ nhiều này, nó lỏng. Đây này, còn chú ý này. À. Đây này.
Đầu tiên mình tìm hiểu đây nhá, nhìn nhá, nhìn đây. Còn mình cựa nó thì xem cái gì chạy. Đây, con đây cụ thể vào đây. Đây. Đấy, khi con xoay này thì cái nào xoay hả mình? Thì cái hai cái này xoay. Đúng rồi, hai cái này xoay, được chưa? À. Thế thì tức là bây giờ mình phải làm cân cái gì? Phải làm cân cái mà nó xoay. Đúng rồi, đây, nào, hãy quay vào đây. Nhân dịp này tôi xin chia sẻ với mọi người cái cách mà để sửa cái này luôn. Sẽ có nhiều người thấy nó lệch nhưng mà sẽ không biết cách làm. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ. Rồi, nhìn nhá. Đây, mọi người chú ý này. Nó có nhiều dạng. Có dạng là có nhấn vào đây. Còn cái này thì mình chỉ cần nhấn vào đây. Xong, nhấc lên đây. Nhấc lên, thấy chưa? Mọi người chú ý. Đặt gọn gàng vào đây. Đấy, à, đây, nó bị trượt. Cái này bị xoay. Được chưa? Nó bị xoay như thế này. Thì đây nó chỉ là cái chụp thôi này. Thường đây là cái chụp này. Nhấc cái chụp này. Đúng rồi, rồi. Nhấc lên. Nhấc lên thì ở đây nó có cái gì nào? Ở đây nó có hai cái vít. Tức là bản thân nó đã có cái âm ở trong rồi. Và cái này do ngồi nhiều, cựa nhiều nó sẽ bị lỏng. Nó sẽ bị cựa cái này. Đấy, nó sẽ bị cựa. Cựa thì nó bị lệch. Đơn giản có thế thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ tháo ra rồi. Mình tháo cái nắp chụp này ra rồi. Mình sẽ phải căn nó. Cho nó thẳng. Cho nó thẳng. Sau đó lại lắp vào. Lắp vào để mình xem nó thẳng như nào. Đúng rồi. Quá giỏi luôn. Đây. Đây. Lắp vào. Rồi mình căn. Đố mình biết xong làm gì? Vặn được thôi. Đúng rồi. Nào, cố định nó. Khi vặn cái ốc đấy xong nhá, thì cái này có thể dịch chuyển bình thường. Đố mình biết sau đây làm gì? Chính xác. Sau đó chúng ta đừng quên đậy nắp vào. Khéo léo. Ở dưới nó có hai cái lỗ. Đấy, thế là đúng đấy. Sao không nhìn lỗ? Hết sự bình tĩnh rồi. Rồi. À. Đặt xuống. Người sẽ thấy đây, được chưa? Được chưa? Đấy, được chưa? Thế thì tức là nó đã ngon này. Ổn chưa? Tức là phải tìm hiểu. Mình hiểu không? Mình phải tìm hiểu nó mới chuẩn được. Rồi. Đấy, ok luôn. Được chưa? Nhưng mà sau đây con cất cái này xong con nhớ rửa tay xà phòng giặt tiếp, bởi vì chỗ này nó uống không sạch. Hết rồi mỡ đấy. Sao mấy cái kiểu mà không phải ai cũng biết làm cái này mà sao bố lại làm được cái này không? Thì phải học chứ con. Làm nhiều thứ ấy. Ừ. Đó. Phải học chứ. Thì biết là học thì chắc là nguồn học thì nhất là bố là ông nội đúng không? Cái này thì không phải ông nội dạy. Cái này thì thời ông nội chưa có cái này. Chưa có bồn cầu ạ. Chưa có bồn cầu. Ngày xưa nói chung là cái vệ sinh nó rất là nó gian nan. Thế em học đâu? Từ bạn bè, anh em bạn bè. Bạn bè mà chắc là thân thiết, chắc chỉ có Văn Long đúng không? Văn Long á? Văn Long trèo vậy. Bố nói thật với con, bây giờ không phải là nhân tiện mà nói xấu bạn bố đâu. Nhưng mà bác Long gặp cái này cũng mà khóc bằng tiếng Mán luôn. Cái lần trước là Văn Long nhìn ra không sửa được. Văn Long nói thế thì biết thế. Nhưng bố nói thật, bố dính dính ý. Nhưng mà không phải ông nội. Không phải bác Long. Đúng rồi. Thì là sư phụ nào cũng vậy bố. Học ở cuộc đời này này, mình tìm hiểu này. Cái óc quan sát này. Rồi thì nhiều lắm, bằng nhiều cách. Quan trọng nhất là mình có ý thức cho cuộc sống của mình sẽ học được nhiều thứ.
con là con thấy cái gì cũng biết, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Thì có cái gì bố không làm được không? Có. Phải có. Có một điều bố không làm được. Bố nói đi. Đấy là có một điều bố không làm được. Đấy là bố nói thì tất cả mọi người đều hiểu. Riêng mẹ con là không hiểu. Riêng mẹ con là không hiểu. À. Đấy. Nhiều hôm dạy con thì bắt đầu nói cạnh khóe. Anh cạnh khóe cái gì? Chả cạnh khóe làm gì nữa. Anh chả cạnh khóe cái gì cả, anh nói sự thật thôi. Nói sao? Anh bảo là anh nói mà anh không hiểu là nói cái gì. Thì Minh ạ. Dạ. Ý bố nói là bố đã nói với mẹ rất nhiều lần là sống với bố rất là khó. Mẹ sẽ rất là khổ sống với bố. Ấy thế mà mẹ không hiểu. Mẹ lại rất thích sống với bố. Thế đúng không? Đỡ mình nghèo. Thế thì con nói thẳng bố nhé. Và con không biết bao giờ con mới đạt được cái trình độ như thế. Còn lâu. Còn lâu con ạ. Đời còn dài. Khó lắm. Rồi đi.